Trời ơi, chuối như thế này mà chặt hết là mấy cu? Trời ơi, cái này chưa chưa có gì mà. Kiếm bụi kìa già hả? Hết luôn. Những chỗ cái này. Rồi. Đi. Cuối cuối là hẻm dưới đây coi con. Làm thế gian khoảng 5 màu chuối là phải phó bỏ bởi vì Trung Quốc không có mua. Dịch corona cho nên Trung Quốc không nhập chuối. Hai đồng chí nhỏ này đã đi chặt hết chuối và để trồng thứ khác. Đây.
Không. Bên đây. Đây không phải là của nhà mình. Đây gọi là chôm chỉa đấy các bạn. Đấy bắt đầu ấy. Đấy hai thằng hải của nhà người ta rất là tự nhiên. Giống như của nhà mình. Trời ơi, bọn này làm ăn kiểu gì trời. Chặt chuỗi xong rồi hái luôn cả na. Trời, hái xong rồi còn đếm nữa chứ. Trời ơi. Ủa, chuối của nhà em hả? Không phải, trưa nay không có người chặt thoải mái anh. Ồ, thế người ta không giữ hả? Dạ không. Trời, không có người là chặt thoải mái hả? Dạ. Trời, sao chặt cả cái bông của người ta vậy? Hả? Có như chặt hết. Trời, thế chặt mấy buồng rồi? Bây giờ cần chục buồng rồi. Trời ơi, hai thằng mày bữa trưa là chặt chuối hả? Trời ơi, hai thằng này. Hai buồng trăm thằng. Ủa, chặt chuối ngoài đó rồi, giờ còn đi đâu nữa? Kiếm chuối gom lại chở đi bán. Trời ơi, thế anh cấp gì mà anh cấp nhiều đấy. Trưa giờ mà được mấy đường rồi? Cũng nhiều ạ. À. Hai thằng hả? Hai thằng, thằng kia đi xe. Vậy là đi lấy xe gom chuối hả? Ủa mày đi ăn trộm ở nhà của nhà mày á? Của nhà con. Hả? Của nhà ta. Của nhà ta. Yeah. Của nhà ta sao mày chặt nhiều á? Tại không có chủ nó không chăm sóc á. Trời ơi. Chuối nào chuối không có chủ. Chặt lâu lắm rồi, lúc tới giờ chặt hơi bị nhiều mà chủ không vô. Trời. Còn thằng kia nữa hả? Đồng bọn mày hả? Đồng bọn đi xe máy vô lấy chuối hả? Yeah. Trời ơi, hai thằng này làm ăn ngon lành ha. Mà chuối này của ai? Chuối này của ai? Chuối của lò mày. Mình phá động này nè. Là anh trộm á, mày ăn trộm gì? Trời, mày ăn trộm, mày rủ hai đứa con mày ăn trộm á. Trời ơi, thằng này trưa không có người là hai rủ được hai đứa con vô ăn trộm chuối. Còn mày làm ăn gì kỳ cục vậy? Trời ơi. Thế chuối này chuối gì? Hộp. Cái hồ đi nhâm rượu. Chú kia đưa tiền nè. Nhiêu? Không biết nữa mà đếm ơi. Giờ tao không đếm. Cái bản đi. Khỏi đếm. Đếm đi. Thôi. 200. Cầm 300 đi. 6. 306 để mình
3 ngàn. Hả? Đây, chú mày mua kẻ đây. Chạy tao bên chi. Thôi, khỏi chi. Cái nữa, đi vô kinh mấy chú kia ra nữa đi. Dưới hết rồi. Đi đi. Hả? Giờ đi lấy về dài đi. Là 3 hoài để lặng. 3 hoài để lặng. Mấy hoài để ngay nè. Xin giới thiệu, đây là Tiến cầm đầu. Tiến cầm đầu là Đức Vua. Đâu quá trời á, bẻ đi, em biến đi, ủi biến. Để mạnh đi, chặt nè, chặt hết đi, chặt hết đi, đi ủi nguyên được. Mấy quá già gom ngay đó. Đi. Đi biên. Ở cáo cái nón tầm mày có lấy không? Nhỏ, nó nặng á, bốc xuống. Ở này thì có cái nón này đây. Đây đây, đưa. Đi.